Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần được thông quan trở lại, cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành lại tạm ngừng hoạt động. Nguyên nhân là do phía Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên xe hàng của Việt Nam. Thông tin này khiến nhiều xe hàng chở quả vải thiều buộc phải quay đầu để tiêu thụ nội địa. Gần 20 tấn vải thiều của chị Nông Thị Thìn được vận chuyển bằng xe container vừa cập cửa khẩu Kim Thành vào rạng sáng nay, dự kiến xuất sang Trung Quốc trong ngày. Nhưng tới nơi thì nhận được thông tin cửa khẩu dừng thông quan và không rõ thời gian mở cửa trở lại. Cho xe quay đầu về xuôi thì tốn nhiều chi phí, bởi vậy chị Thìn quyết định dỡ hàng bán cho các thương lái tại Lào Cai. Hiện tại bây giờ đứng ở đây một ngày chỉ riêng tiền dầu là hết 3 triệu. Trên một ngày, 8 tiếng là tôi hết 3 triệu. Mà không bán được thì cũng rất là sợ. Bây giờ không bán được, quay đi cũng không được mà quay về thì cũng không xong. Giờ chỉ có bỏ ra đây để cho mọi người giải cứu được ý nào, nói chung là bây giờ là giải cứu được ý nào là hay đấy. Chứ còn giờ không mong gì là lấy lại được vốn nữa. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành hiện còn tồn 15 xe chở vải thiều với khối lượng trên 200 tấn. Số ít chủ xe kiên nhẫn nằm chờ tại bãi, hy vọng cửa khẩu mở cửa trở lại. Tuy nhiên thời gian bảo quản quả vải chỉ kéo dài được vài ngày, chi phí lại khá tốn kém, bởi vậy đa số lựa chọn phương án cho xe quay đầu tìm cách tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên việc tiêu thụ cũng rất khó khăn, nhất là thời tiết nắng nóng như thế này. Bây giờ mà quay đầu thì cũng chết tất cả, rồi là tiền cước xe, rồi là tiền, rồi là vải, có khi mà quả nó cũng thối. Cho nên là không một cách nào cả nên là bày ở đây để bán để giải cứu thôi anh ạ. Lại phải bày ra để bán lẻ từng cân một. Thì anh bảo là với cái thời tiết nó nắng nóng như thế này thì nó không tránh được là rồi là nó còn thối tiếc, lỗ liếc nhiều lắm. Năm nay quả vải thiều Bắc Giang được mùa và đang bước vào chính vụ thu hoạch. Việc cửa khẩu Kim Thành tạm dừng thông quan vào thời điểm này khiến các doanh nghiệp thương lái mất một đường tiêu thụ quả vải. Hướng chính xuất khẩu sang Trung Quốc bây giờ là qua cửa khẩu Lạng Sơn. Tuy nhiên tại cửa khẩu Lạng Sơn, năng lực thông quan hiện cũng rất chậm.